Tôi tin tưởng rằng không khí đầm ấm của những ngày Tết tràn ngập ở đây hôm nay sẽ lan tỏa tới các gia đình và chúng ta sẽ cùng nhau đón một cái Tết vui vẻ, tràn ngập tình yêu thương và hạnh phúc. Đồng thời cũng tạo thêm những cái động lực để bước sang năm mới, chúng ta cùng nhau nỗ lực phấn đấu vượt qua gian khó khăn, đoàn kết thi đua lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước và của địa phương. Tôi cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành của địa phương trong tỉnh tiếp tục có những hoạt động thiết thực, thường xuyên quan tâm chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trước mắt là chúng ta phải tổ chức tốt cái việc đón Tết Canh Tí năm 2020 để mọi người, mọi nhà đều có Tết sum vầy, nhất là những người có công với cách mạng, với thương binh, gia đình liệt sĩ có cái hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời việc tổ chức đón Tết phải đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và văn minh. Làm thế nào cái dịp Tết này chúng ta phải chấp hành, tiếp tục chấp hành nghiêm, không đốt pháo và giữ gìn trật tự an toàn giao thông thật tốt, không để những cái ngày Tết có tai nạn xảy ra dẫn đến thương vong, dẫn đến tử vong và gây ra những cái đau khổ cho chính bản thân của cái người bị tai nạn, rồi gia đình, rồi trách nhiệm của dòng họ, rồi cộng đồng rất là cực. Để chúng ta tránh đi những cái tai nạn xấu trong những cái ngày Tết này, sao cái Tết vui vầy, xuân vầy, đúng ý nghĩa của nó, lành mạnh, vui tươi, hạnh phúc. Và nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc thì tôi cũng xin được gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp tới toàn thể bà con cô bác, gia đình nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, đeo xin, công nhân viên chức, người lao động Quảng Nam. Chúc cho mỗi gia đình có cái Tết Canh Tí 2020 ấm áp, đoàn viên sum họp. Chúc tổ chức Hội Chữ Thập Đỏ, Mặt trận Tổ quốc, công đoàn luôn luôn thực hiện tốt cái vai trò của mình. Chúc đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Nam bước sang một năm mới hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và mục tiêu đề ra, và tất cả chúng ta cùng nhau quyết tâm thực hiện cái mục tiêu làm thế nào cái Tết đến với mọi người, mọi nhà, không có ai bị bỏ lại phía sau. Cuối cùng tôi xin được chúc toàn thể các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc,